Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách cắm một bình hoa hướng dương để bàn thờ đơn giản và chi tiết nhất. Nguyên liệu mình dùng đó là 5 hoa hướng dương, 4 lá câu hoặc còn gọi là lá dừa kiển đó các bạn. Lá phát tài thì ở đây mình dùng là 8 lá phát tài. Bút cắm hoa, bình cắm hoa và những dụng cụ cần thiết để mình cắm hoa. Và bây giờ mình mời các bạn cắm hoa cùng mình nhé. Để cắm cái bình hoa hướng dương thì trước tiên mình sẽ dùng lá dừa mình cắt trước nha các bạn. Các bạn cắt cho mình một cái lá dừa hình tam giác ngược. Ở đây cái lá đầu tiên mình sẽ dùng cái lá nó hơi bự một tí ha. Cái thưa, phần lá thì thưa nè. Rồi cắt hình tam giác ngược như những clip trước nha các bạn. Nghiêng lại bên kia và chúng ta sẽ cắt. Rồi cái lá dừa thứ nhất thì các bạn cắm một góc của cục xốp nè và cắm hơi nghiêng nha. Hơi nghiêng về phía bên tay trái. Cái lá dừa thứ hai thì các bạn cắm cho nó hơi cũng về phía bên tay trái luôn, cắm nghiêng nha và thấp hơn cái lá dừa thứ nhất. Cái lá dừa thứ ba các bạn cắt và ngắt bớt lá đi. Chúng ta cắm một góc gần cái lá dừa bên tay phải nha. Cái lá dừa thứ tư các bạn cắm bên tay phải. Rồi tiếp theo thì mình sẽ dùng lá phát tài còn gọi là lá thiết mộc lan. Các bạn tỉa cho mình ha. Ở đây thì các bạn những cái lá nhỏ như thế này thì chúng ta chỉ có cần là cắt làm hai các bạn nè. Đo cái bình nha, cái bình này của mình sẽ cắt làm hai ha. Rồi như cắt hơi xiên đầu cho dễ cắm. Ở đây thì cái lá nó cũng đẹp nè, cái đầu nó xấu thì mình sẽ chỉ tỉa lại cái phần đầu lá thôi. Đầu tiên thì mình sẽ cắm một cái lá nằm ngang và dài. Rồi cái lá thứ hai, cái lá tiếp theo các bạn cắm cho lên trên. Cái lá thứ ba thì các bạn cắm ngay góc cục xốp nè. Và có thể nằm phía dưới lá này cũng được, hoặc nằm trên cũng được nha. Rồi cái lá thứ tư thì các bạn cắm phía bên tay trái. Cắm xuống nha các bạn nha. Cái lá thứ năm thì các bạn cắm cũng bên tay trái luôn, cắm ngay góc cục xốp luôn nha các bạn. Rồi ở góc này nè mình sẽ cắt thêm một lá nữa, mình sẽ đo và cắt thêm một lá nữa nha. Thường thì nếu cắm chưa quen thì các bạn có thể cắm cái lá giữa này trước. Đây chúng ta sẽ cắm ở đây một lá. Rồi cho đè hai cái lá này xuống luôn. Rồi tiếp theo thì những cái lá mà của cái gốc đó còn đó nhọn nè, các bạn cắm xen kẽ vào ha. Đây cắm xen kẽ vào cái này nó hơi. Rồi nếu mà dài quá thì chúng ta có thể cắt bớt nha. Chúng ta cắm xen kẽ để chủ yếu là nó nhìn thấy giống như là chúng ta có hai lớp lá vậy đó. Có những lá mình cắt hơi dài.
Đó là cái phần lá phát tài. Bây giờ mình sẽ cắm bông. Thì mình sẽ cắm một cái bông đầu tiên nằm ngay giữa cục mút nè các bạn. Tùy theo cái dáng bình của nhà mình nha, cao thấp thì chúng ta có thể điều chỉnh cái lượng bông cành cao hoặc cành thấp. Rồi cành thứ hai thì cắm ngang lại nha các bạn. Đây cắm ngang. Cắm ngang thì nó ngang cái bông nè, thua cái lá dài này nè một tí ha. Thì cành này hơi dài mình sẽ cắt bớt nha. Cái cành hoa hướng dương này thì nó hơi bự, các bạn nên dùng dao để cục mút của chúng ta nó khỏi bị bể ha. Rồi cắm ngang lại nha các bạn. Rồi cho cái hoa nó lên trên luôn. Cái hoa thứ ba thì các bạn cắt ngắn cho mình khoảng một ngón tay nè, và chúng ta sẽ cho cái mặt hoa nó hướng về phía trước và cắm ngay góc cục số phía bên tay phải. Cho hướng dây như vậy các bạn nha, các bạn cắm vô phía trong nè và hoa nó sẽ cong ra ngoài ha. Cái cành hoa hướng dương thứ tư thì các bạn cắm song song gần ngay cái cành hoa thứ nhất và thấp hơn khoảng 2 đến 3 đốt ngón tay là vừa. Chúng ta sẽ cắm xích vô trong để cho cái hoa của chúng ta nó được ra phía trước nha các bạn. Tiếp theo là cành hoa thứ năm. Cái cành hoa thứ năm thì các bạn cũng cắt ngắn còn một ngón tay nè. Chúng ta sẽ cắm chấm thẳng, cắm cái chỗ góc cục xốp nè, chúng ta đâm vào luôn nha. Đây các bạn cầm cái hoa như vậy nè, các bạn đâm vào ha. Cho cái hoa nó hơi qua bên tay trái một tí nha các bạn. Mình dùng hoa lan nha các bạn nha. Thì ở nhà các bạn tùy theo sở thích ha. Các bạn thích dùng hoa sa lem trắng cũng được, sẽ rất là nổi. Mình sẽ dùng hai cây hoa lan để đệm thôi. Cái hoa lan này đệm là cho nó. Đây. Rồi thêm một cành nữa ha. Mình sẽ đo nha. Thì các bạn ở đây muốn giữ hoa được tươi lâu á, thì các bạn nên là ngâm cái mút của chúng ta đó, ngâm cái mút nó cái gọi là sức phóng hoa, ngâm vào nước, ngâm vào nước cho anh thiệt là thấm luôn, và chúng ta cắm hoa nó hoa sẽ giữ được tươi lâu, và xịt nước thường xuyên cho hoa đó là công đoạn quan trọng nhất để giữ cái hoa chúng ta được tươi và đẹp lâu hơn. Còn các bạn không có thời gian thì các bạn cũng có thể là mua cái chai mà giữ hoa được tươi lâu ngoài chợ người ta có bán đó, tầm khoảng 20-30 ngàn một chai, là chúng ta cũng không có mất thời gian lắm ha. Vậy là clip đến đây đã hết rồi, chúc các bạn thành công, chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.